Chưa từng thấy một ông chủ nào thông minh như thế này đâu. Bình thường những người dân thường ăn thịt và bỏ xương đi, nhưng anh lại mua xương về nhà mình với giá rất thấp. Anh chuẩn bị làm thành một món súp xương bò. Sau khi mua xương về thì anh lập tức xử lý và cắt chỗ xương đó. Anh rất tập trung trong công việc của mình. Bình thường thì anh chỉ thích ăn thịt mà không bao giờ uống canh, nhưng sau khi đã được thưởng thức món nước hầm xương tuyệt vời ở một nhà hàng đã không tài nào quên được hương vị đó. Anh đi về nhà và đã quyết tâm sử dụng xương bò để nấu một nồi canh như anh đã từng được ăn. Không ngờ mọi người rất thích món này. Anh mang xương lên và thổi một đầu. Phần tủy ở giữa ống xương đã rơi xuống dưới nước hầm rồi. Cho thêm thịt bò và bỏ rau vào. Một món súp xương bò đã được nấu xong rồi. Cho nó vào bát và đóng nắp để giữ độ ấm rồi có thể mang lên bàn cho mọi người thưởng thức rồi. Mở nắp ra thì mùi thơm từ thịt bò và xương đã lan ra ngoài. Cho thêm salad vào để ăn kèm. Thật sự là ngon không cưỡng.